qua coi nhận rồi, cái cây xanh tạm gọi là lão đi. Hôm vào tận nhà quay ấy, lá là xanh mướt. Đấy, mà này nó nhà hôm vào là có mấy cái quả mà nay nhiều nhỉ. Không chơi một trận nào cả. Rồi lại. Anh đâu? Thân lại thế này. Thế nó mới hiếm. Đâu rồi? Chắc lạ là mới hiếm như này. Giặt kê nhỉ? Cái gì? Sáng và cái còn là quả, nhưng mà là giặt cái thân ra trông hay. Lá cồn mà, lá cồn. Không phải làm tay rơi nữa. Ôi giời. Làm thế để bà con chơi và làm thêm, làm hết rồi. Đúng rồi. Làm kiểu hành cho nên nó vui. Làm tổ chức đi cái liệu hay gì chứ? Cái hành. Hành. Bên kia ai đây nhỉ? Chủ nhà ta mang mấy tác phẩm xuống này. Nay mưa gió tao không cho con tao trở xuống. Chủ nhà này ta mang xuống. Con này nay là đang phán bao nhiêu nhỉ chú nhỉ? Hả? Con này nay là đang phán bao nhiêu? À, nghe tầm 4 triệu. Còn con kia? Con nào? Con Nam Điền á. Năm nay nó 8 triệu, 7 triệu, 7 triệu đi. Rồi, thế nhà móng kia. Cái này mà. Ờ, có một cái làm móng ra quả. Cái này nó quay liên tục về nào tầm đó. Làm quả. Chuyện tiền không? Ít thừa 4 triệu thôi mà. Cái dáng tùng nó đẹp. Thanh cao. Nó là bỏ lấy cây xăm, nó đã bán mạng. Xăm con ấy. Xăm là quả nó nên là bán được. Bán rồi, cây thì đâu ra thì đấy. Đẹp như thế. Bán được hết hai. Cái gì đấy mà chở về luôn. Nó là bán ngon chủ tư. Quá phải để bán. Quả thích không? Nhìn quả là thích. Quả nó làm. Qua cái con cả trẻ hai đúng bán. Trong người thân thì được. Ở thân em về 3 triệu tư. Được, hài hòa. Xăm mua cây gì bên kia thì là tay đẹp. Hôm vào tận nhà quay cây này rồi mà bây giờ mới nhìn nó lại khác. Hôm trước nó chưa có quả. Thế mà Nam Điền anh quê là móng rồi khác với nhau. Là móng thì lá nó sáng hơn tí. Xanh xanh cây đẹp. Nhiều thích. Cái này nó không đơn giản đấy chứ. Tôm mới là đơn giản. Tay là chính cái thân nó thấy nó đẹp rồi. Cắt chuyển hai nhát đẹp. Về. Ở đây mình làm nó khác. Làm nó khác điện đi. Đó. Cái này cái quả nó cũng như liệu nhỉ? Quả, bé, quả bé. Cánh liệu thì không nhỏ. Mày, chung nhỏ họ nhà nó. Tất cả là gần như là mình quay hết ở trong vườn nhưng mình ra đây nó lại thấy khác. Cái xanh. Xanh nhá. Ê, nó mới lạ. Đấy. Mà cái này là đặc sản ra để phục vụ bóng đá. Nhiều nhiều người quan tâm đấy. Đây là nhà thích cái này. Hôm cháu vào nhà nó bảo cái này mà. Quả. Cái đẹp không? Không có đâu.
bởi vì là nó mà lỗ một tí là người ta nhìn thấy ngay, còn kia thì che đậy đi rồi. Đấy, che đậy nguyên sắc, che đậy đó là chính, mà cái này che đậy cười quân tử mà, trực quân tử. Đội là lướt thì nhất trực rồi mới đến siêu. Chơi vợ chả để đâu vậy, chỉ là ở sau mặt bên kia quay. Để trắng. Đoàn kinh không? Đoàn ký à, cây khỏe, đoàn ký. Thôi, con xinh đẹp. Làng đình và đây này tay cắt ra không mua, thích mày không mua. Còn xì ở tay chuột đi. Sao mà đẹp bắt. Vừa dầm dầm mát mát để quay được. Dễ chịu quá. Cây cối nó tốt tươi xanh nắng quay quá cả mắt các bạn, nắng quay quá hết cả mắt. Ngày thì nhiều tiền lắm, em không hỏi với đầu giờ người ta chưa mở cả chưa mở hàng. Mình quay phim không mua, hỏi không muốn trả lời. Một số người mà mình không biết ấy, không muốn trả lời đâu. Thầy biết mình không quay phim nên chả mua. Nhưng thực tế là thường là quay xong em thường mua. Chứ với lúc quay phim thì chưa mua được. Rồi, con năm liền. Năm liền là 7-8 triệu đây. Bể hơi cụt. Năm cô gái ở đây tí nữa thì ngon. Bể hơi cụt. Lần nữa khác đấy. Tiếp cái bể này nó hơi ngắn. Hơi ngắn. Không có gọi là siêu phẩm á. Rất nhiều cái ngọn nó. Cái ngọn nó đang còn phải lại.
hơi bị xa quá, hơi bị xa quá. Nhà này cũng có thể để không sống. Đoạn này ngắn lại một tí, ngắn lại một tí nữa thì cổ ruột lại một tí nữa, ruột lại một tí nữa. Đang bị chỗ này đang bị thoát. Thế thì nó mới có cái giá đấy, không có nhiều tiền lắm. Mình chê là mình lầm bầm, mình bé thôi, cũng không bác nghe thấy nữa. Không vui thì đang bán hàng nữa, và nhà chưa thoải mái. Nói chung là cốt đẹp, ngồi bàn luận thì mới chê chứ không dám, không thèm nhìn đến thì chả nói làm gì. Không thèm nhìn đến thì chả nói làm gì. 7-8 triệu, 7-8 triệu. Chung là có cái khó của nó. Thoát mấy cái đoạn kia. Tiếc nhất là bị cốt. Về vật cốt là bị thoát mấy cái đoạn này. Tiếc. Còn cái tay tán thì làm lại hết. Bệ thì không thể thêm được. Thoát chỗ đấy là chuyển. Cô này thì bây giờ sành đấy, khu vực của những cái tác phẩm có nét, có tiền các nhé. Um.